các truyện hương xưa hân hạnh giới thiệu bộ truyện Cuộc sống nhàn nhã ở thiên khải Của tác giả Hán Tuyền Thính Phong Thuộc thể loại, ngôn tình, xuyên không, cổ đại Bao gồm 91 chương Sau khi bị tai nạn giao thông khiến cả nhà gặp thảm cảnh Hoa Minh Minh Xuyên không đến thời cổ đại không có trong lịch sử Đầu thai vào một gia đình nông dân nghèo Vì là con gái duy nhất trong gia đình này nên nàng được cả nhà hết mực thương yêu, chiều chuộng coi như bảo bối